Anh Tuấn, Nguyệt Hằng, cặp vợ chồng vũ lệch nổi tiếng màn ảnh Việt từng ly hôn nhưng bất thành. Vợ chồng tôi đã là vào nghề được gần 30 năm rồi, nhưng mà chưa bao giờ cùng nhau một bộ phim. Anh hơi nhầm. Trong bộ phim đấu trí đang được phát sóng trên khung giờ vàng của VTV, anh Tuấn và Nguyệt Hằng đều cùng một chiến tuyến khi liên quan đến vụ án mua bán thiết bị y tế, song lại không có cảnh quay chung nào. Hầu hết chỉ nhắc đến đối phương trong cuộc hội thoại với người khác. Ngoài đời, họ được mệnh danh là cặp vợ chồng đũa lệch vì biết. Nếu như nghệ sĩ ưu tú Nguyệt Hằng thường gắn liền với những vai hiền lành, cam chịu hoặc nội tâm phức tạp, thì ông xã của chị lại hay được các đạo diễn tin tưởng giao cho những nhân vật đầu gấu, dân xã hội bặm trợn vì anh hay để đầu chọc cùng điệu bộ khá ngông nghênh, láo cá. Thế nhưng, không chỉ trong phim mà ngoài đời họ cũng có trái ngược ở nhiều mặt, nhưng chính sự trái dấu đó đã khiến họ gắn kết với nhau bền chặt như vậy. Trong một buổi chia sẻ gần đây trước báo chí, nữ diễn viên cho biết ông xã là người ga lăng, chiều vợ chiều con nhưng hơi nóng tính, hay quên và bỏ qua nhiều thứ. Nữ diễn viên đùa vui là không thể thay đổi được nữa rồi. Tuy nhiên, trong từng điều mà nghệ sĩ ưu tú Nguyệt Hằng nói về chồng đều có sự bao dung, thấu hiểu, san sẻ và yêu thương hết mực. Vốn không đội trời chung khi còn học cùng lớp diễn viên khóa 2 của nhà hát Tuổi Trẻ khi anh Tuấn là người ham chơi, nghịch ngợm, còn Nguyệt Hằng lại dịu dàng, làm cán bộ lớp, thường xuyên xăm soi tội danh của anh. Chính vì vậy, khi đến năm 3, bạn bè ai cũng ngỡ ngàng khi thấy họ yêu nhau. Chuyện hôn nhân của anh Tuấn và Nguyệt Hằng cũng bị gia đình phản đối. Vậy nhưng năm 1996 họ vẫn tổ chức đám cưới và đón con gái đầu lòng. 15 năm đầu của cuộc hôn nhân, gánh nặng cơm áo gạo tiền đè lên vai hai vợ chồng trẻ chỉ là diễn viên phụ của nhà hát Tuổi Trẻ. Với cát xê chỉ khoảng 40.000 đồng, anh Tuấn cũng thừa nhận anh đã lãng phí mất 7 năm trời để mải mê theo thú vui, không trân trọng gia đình, thậm chí là đem về thêm những gánh nặng khác. Nguyệt Hằng khi đó vừa sinh con, nhưng vẫn gắng gượng nhét bông tai đến phòng thu để lồng tiếng phim. Thời đó phim truyền hình chưa áp dụng thu tiếng trực tiếp nên cái tên Nguyệt Hằng cực kỳ đắt sâu. Sau đó, anh Tuấn cũng bắt tay vào kinh doanh nhưng thất bại, nhiều lần vấp ngã nhưng sau tất cả, Nguyệt Hằng vẫn dang rộng vòng tay đón chồng trở về. Nữ nghệ sĩ ưu tú kể lại có một đêm chồng gọi chị dậy và nói muốn đi chạy xe ôm. Khi vợ hỏi nhỡ có người nhận ra thì sao, anh Tuấn nói anh sẽ đeo khẩu trang. Lúc ấy nữ diễn viên đã khóc vì thương chồng. Đúng là chỉ có Nguyệt Hằng, người đầu gối tay ấp mỗi ngày, chứng kiến chồng cặm cụi xuống bếp rang cơm cho mình mỗi lần đi diễn về khuya, từng bữa ăn, giấc ngủ của con cũng tỉ mẩn từng chút, mới thấu hiểu được sự chu đáo, ân cần của người đàn ông luôn bị người đời phán xét là chơi bời, lêu lổng. Nói về vợ, nghệ sĩ anh Tuấn nhận xét Nguyệt Hằng cái gì cũng tốt, chỉ mắc bệnh bảo thủ, nói nhiều. Còn trong mắt nghệ sĩ Nguyệt Hằng, ông xã là người luôn yêu thương vợ con hết mực, sẵn sàng hy sinh tất cả để có đủ lo cho gia đình. Nhưng có lẽ vì cái tính nóng này, lại không hay nói lời ngon ngọt nên nảy sinh mâu thuẫn. Gần 30 năm chung sống, có với nhau bốn mặt con đủ nếp đủ tẻ, đôi uyên ương được nhiều người mến mộ ấy đã từng trải qua nhiều sóng gió tưởng chừng không thể hàn gắn. Thậm chí đã từng làm đơn ra tòa để đường ai nấy đi nhưng không thành vì không đúng ngày tòa giải quyết, đành rủ nhau đi ăn phở rồi giảng hòa. Nhìn lại cả chặng đường đã qua, nghệ sĩ ưu tú Nguyệt Hằng chỉ tóm gọn lại mọi thứ trong hai từ duyên số. Trải qua gần 30 năm, hai nghệ sĩ đã vì nhau, vì sự chân thành của đối phương mà chấp nhận tha thứ, bao dung, gìn giữ lấy hạnh phúc gia đình. Thành quả xứng đáng là giờ đây, họ đã có cuộc sống êm ấm hơn, kinh tế dần ổn định và cả những trái ngọt trong sự nghiệp làm nghề diễn. Con gái lớn của anh Tuấn Nguyệt Hằng hiện đã kết hôn và định cư tại Đức. Cặp đôi diễn viên cũng thỉnh thoảng qua thăm con gái kết hợp với đi du lịch châu Âu để thư giãn sau chuỗi ngày làm phim vất vả. Cả hai vợ chồng nghệ sĩ anh Tuấn, Nguyệt Hằng đều đang tận hưởng từng giây phút tuyệt vời của hiện tại, chứ không nghĩ nhiều về tương lai. Họ đã cùng nhau đi qua biết bao hỉ, nộ, ái ố để có được hiện tại, nên chắc chắn sẽ biết cách giữ lửa cho tổ ấm của mình trước giông bão cuộc đời.